Thưa quý vị, hôm nay là ngày lịch sử của người Việt tị nạn. Lần đầu tiên 40 năm, một thượng nghị sĩ Mỹ gốc Việt có cơ hội giới thiệu một nghị quyết công nhận tháng Tư đen của người Việt Nam tại tiểu bang California. Theo nghị quyết, ngày 30 tháng 4 nhắc nhở những sự kiện quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu tại Việt Nam và những người Việt Nam đã đến Hoa Kỳ sau chiến tranh Việt Nam, là một bi hùng sử chứa đầy những chịu đựng mất mát của người Mỹ và người Việt Nam, trong đó có sinh mạng của người lính Hoa Kỳ và Việt Nam lên đến trên nửa triệu và trên 800.000 người bị thương tật trên chiến trường. Hàng triệu người dân Việt Nam phải gánh chịu chết chóc, tù đày và mất mát trong cuộc chiến kéo dài cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tháng 4 là tháng tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt Nam và đồng minh đã hy sinh cho cuộc chiến kết thúc cách đây 40 năm. Trong phiên họp khuyến đại của Thượng viện tiểu bang California hôm thứ Hai ngày 13 tháng 4, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã chính thức trao nghị quyết SCR 29 cho một số cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cựu chiến binh Hoa Kỳ và một số đại diện các hội đoàn người Mỹ gốc Việt có mặt tại phiên họp khuyến đại của Thượng viện tiểu bang California. Trong tiếng đồng thanh vỗ tay của các thượng nghị sĩ, Members, this month marks the 40th anniversary of the Fall of Saigon. It is an important historical milestone for California's Vietnamese community and American veterans who fought in that war. I am here today standing in front of you with close to over 100 community leaders from the Vietnamese American organizations and members throughout California. Thưa quý vị, những người đến tham dự ngày hôm nay rất là xúc động bởi vì 40 năm về trước khi bỏ nước ra đi, không ai trong chúng ta có thể nghĩ rằng sẽ có được ngày hôm nay. Dù đó là trong giấc mơ cũng không dám nghĩ tới. Lá cờ vàng ba sọc đỏ hiện diện trong phòng họp của Thượng viện và trong tiếng đồng thanh vỗ tay của các thượng nghị sĩ. Để có được ngày hôm nay, đó là nhờ các công lao của quý cô, chú, quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã giáo dục con cháu của họ tinh thần quốc gia, dân tộc, yêu nước, thương nòi. Chúng tôi được đứng ở chỗ thượng nghị viện này, tôi rất là vui mừng. Mỗi người trong gia đình của chúng ta, mình phải nhớ là tại sao mình ở đây. Các bạn trẻ có quên tại sao quý vị ở đây và giữ lại đừng có quên. Nhớ ơn và cảm ơn các bác, các chú, các cô, các bà, các ông đã hy sinh, nhiều người đã hy sinh để cho mình cơ hội nước tự do và dân chủ. Tường trình cho đài truyền hình SBTN từ phòng họp của Thượng viện tiểu bang California, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.